Sáng 23 tháng 3, Chi cục Quản lý Đường bộ 31, Cục Quản lý Đường bộ 3 phối hợp cùng một số cơ quan của tỉnh Quảng Nam tổ chức đóng lối đi băng ngang qua tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, việc làm này bị người dân địa phương phản ứng gây gắt nên chưa thể triển khai. Theo người dân, đây là tuyến đường dân sinh có từ bao đời nay, là nơi lưu thông thường xuyên của hàng ngàn hộ dân sinh sống tại phường Hòa Thuận. Năm 2001, tuyến đường tránh quốc lộ 1, đường Nguyễn Hoàng hình thành, cắt ngang qua lối đi này. Cách đó khoảng 250m về phía Bắc là bùng binh giao nhau giữa đường tránh Nguyễn Hoàng và đường vào trung tâm thành phố Tam Kỳ, nên ngành giao thông có chủ trương đóng lối đi này để đảm bảo an toàn giao thông. Nếu lối đi này bị đóng, hàng ngàn người dân ở khối phố Phương Hòa Đông phải đi theo đường Nguyễn Hoàng đến đường Trần Phú cách đó gần 2km mới có lối ra. Trong trường hợp người dân có nhu cầu đi ra các địa phương phía Bắc, buộc họ phải đi một vòng mất gần 4km. Trong khi đó, người dân ở khối phố Phương Hòa Nam muốn đưa con đi học ở Phương Hòa Đông cũng phải đi vòng rất xa. Nhiều năm qua, trong quá trình cải tạo hoặc tu bổ tuyến đường Nguyễn Hoàng, cơ quan chức năng đều có chủ trương đóng lối đi này lại, tuy nhiên khi thực hiện thì bị người dân địa phương phản ứng, hoặc họ tự ý dỡ bỏ giải phân cách nên lâu nay lối đi này vẫn còn tồn tại trên thực tế hàng ngày rất nhiều người dân đi xe máy xe thô sơ từ khối phố phương hòa đông qua bên kia đường thường đi ngược chiều tới bùng binh đầu đường nguyễn hoàng hoặc băng qua lối đi như đã nói trên cả hai lựa chọn này đều hết sức nguy hiểm thậm chí phạm luật và cũng đã có không ít vụ tai nạn giao thông đầu lòng xảy ra thời gian qua chính quyền phường hòa thuận và người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị đến các ngành chức năng đề nghị mở một lối đi tại khu vực đó để họ được đi lại thuận tiện an toàn nhưng vì nhiều lý do nên đòi hỏi chính đáng của người dân chưa thành hiện thực Sáng 23 tháng 3, trước phản ứng gây gắt của người dân, việc triển khai đóng lối đi này của cơ quan chức năng chưa thể thực hiện. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện người dân địa phương khẳng định họ đồng tình đóng lối đi này, nhưng việc này phải được thực hiện sau khi cơ quan chức năng mở lối đi thuận tiện ở khu vực đó để cho người dân lưu thông một cách an toàn. Theo ông Nguyễn Đình Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hòa Thuận, không chỉ người dân địa phương, lực lượng cảnh sát cơ động đóng chân tại khối phố Phường Hòa Đông cũng bị ảnh hưởng. Họ thường xuyên kiến nghị mở lối đi thuận lợi tại khu vực này. Ông Nguyễn Danh Tiến, chi cục trưởng chi cục quản lý đường bộ 31 cho biết sẽ báo cáo cấp trên xem xét đề nghị của người dân và chính quyền địa phương.